đây đây người yêu nha. Cái đó là cái nút giữa người yêu nha. Chở cha con về ông Văn ngủ nha, tại vì ba bị có rượu trong người nên không có lái xe được. Người yêu mỏ dảnh của mình lái xe nha các bạn ơi. Rồi quẹo vô ngã ba ông Văn rồi. Mấy giờ tụi con? 9:45 ngày 9:45 ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đường quẹo vô ông Văn á con. Đường chạy vô. Đang nhớ đường này nha. Ê, có cái cà phê đẹp đẹp đi ngoài luôn. Ý là nhớ. Nãy con nói 43 mà nói 45. Ờ thì 45 bình thường thôi, 43 44 gì không chính xác quá. Mà quá thì cũng nghe phúc à. Trời ơi. Vậy tao mày biết nhiêu vậy? Ngày ngoại. Không. Ngày mai là sinh nhật ba. Sẽ đi nhậu nha. Người ta sẽ thấy mỏ dảnh là sao. Thì nha, hồi nãy tắt đường chửi này nha. Nó cắn mình nha. Cắn là nó sao. Mày đang giả bộ hiền. À, mày đang giả bộ hiền thôi. Các bạn nhiệt tình nha. Nãy nhận đăng ký kênh của bà đó. Trời, anh Bi, anh bé Bi con cái đặt cũng đăng ký nè. Vậy hả?